Ngày 12 tháng 5, huyện Định Hóa đã tổ chức hội nghị tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm, gọi tắt là chương trình OCOP. Dưới lớp tập huấn có lãnh đạo văn phòng nông thôn mới huyện, trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, lãnh đạo ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách nông thôn mới, hợp tác xã và các hộ sản xuất kinh doanh của các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghe tập huấn về nội dung như giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP, kinh nghiệm triển khai chương trình, giới thiệu sản phẩm OCOP đặc trưng trên địa bàn huyện, triển khai chu trình, quá trình đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP, thực hành xây dựng phiếu đề xuất ý tưởng sản phẩm mới, công tác thẩm định sản phẩm và đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP. Thông qua lớp tập huấn, các đại biểu đã xác định được vai trò, mục tiêu của chương trình OCOP gắn với phát triển sản xuất hàng hóa, phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực phát triển sản phẩm nông nghiệp, chú trọng đào tạo nghề và sản phẩm đặc sản của địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn toàn huyện.